Chào các bạn, mình là Vũ Camera Bình Đại. Bây giờ mình đang đi vô thông xã Thành Thiện nha các bạn. Mình giao cặp loa cho anh Linh. Trên đường mình đi, mình quay cho các bạn coi. Lâu rồi mình mới thấy đây có cái đám mạ gieo này, chứ bây giờ người ta đâu có còn làm lúa nữa đâu các bạn. Người ta nuôi tôm hết trơn. Đây là dưới ruộng này nha các bạn. Người ta làm cỏ sạch hết trơn à. Người ta chuẩn bị, người ta nhổ mạ ra cấy. Lúc này dưới này tháng 6 là người ta cũng chuẩn bị cấy nha các bạn. Rồi, ở đây là cái đường đi vô nha các bạn. Chứ trong đây là bà con mình nuôi tôm không nha các bạn. Không, mình tắt máy quay, mình quay không được. Mình phải chạy vô tới chỗ mình quay cho các bạn coi. Bữa nay chắc vô kiếm vừa nước đốn rồi. Đây là miếng ruộng là ta trồng cái cây năng nè các bạn. Năng hay bồn bồn gì mình không biết rõ, nhưng mà cái cây này là nhổ ăn được. Đây còn miếng ruộng nè các bạn, giờ người ta bằng cỏ sạch rồi, người ta chuẩn bị người ta cấy nè. Ở trong này chỉ có còn cái đám ruộng này người ta cấy thôi, chứ còn như người ta nuôi tôm hết trơn. Chào các bạn, giờ mình đang ở thông xã Thành Thiện nha các bạn. Giờ tâm này gió rất là mát nha các bạn. Bây giờ là tháng 6 rồi. Đây có mấy đám mạ cấy nè các bạn. Gieo là chuẩn bị cấy nha các bạn. Ở trong quê giờ cực kỳ mát luôn các bạn. Rồi đây cá bóng sao quá chừng luôn. Quá chừng cá bóng sao luôn các bạn ơi. Đây là cái chiếc xuồng nè bạn, hôm rồi mình đi đốn vừa nước đó các bạn. Đây nè, có cái cầu đi xuống ghe đây. Chúc mình đi đốn ít hoài vừa nước nha các bạn. Đây có mấy quả dừa sai quá các bạn. Đây là mấy cái miếng ruộng người ta chuẩn bị cấy nha các bạn. Đây gieo đám mạ. Ở đây nước mặn quanh năm các bạn, nhưng mà tại vì mùa mưa này thì có nước mưa thành ra ngọt, người ta cấy được. Đây có mấy đám lá này là hồi mình ra mình kiếm đốn vậy hoài và vừa nước về ăn nha các bạn. Đây có cây rơm, ta chắc cây rơm để cho bò ăn. Đây miếng ruộng này ta cũng chuẩn bị cấy, có mấy người làm cỏ rồi. Giờ trong này gió cực kỳ mát, hay như gió trước. Anh Linh đi đốn vừa nước nha các bạn. Ủa đây có máy hoài nè anh Linh ơi. Hả? Ủa anh cho tôm ăn máy hả? Hồi này hả, anh Linh muốn cua bè đi rồi hả anh Linh? Quá ngon. Dạ. Dạ. Chứ ở trong đó nó đâu có đường đi.
Rồi quá chừng luôn, ngoài này đã nè. Khủng quá. Thấy có gân rồi, chắc già quá nên. Dạ không? Dạ. Khủng quá ha. Nó hả? Dạ. Chừng hai hoài được. Đã quá, lúc này vô đây y như gió trướng người ta. Cho Nam. Dạ. À. À, có làm cống chưa? À. Ồ không chặn gì lại hả anh? À. Thì với cá đối vô dữ lắm à. Chơi không bọng. Nó hoài đã có lý à. Ngắt hả? Lội luôn hả? Ồ đen hết trơn à. Có lại kiếm hoài chắc cực quá. Dạ. Có chỉ là thấy già. Không ai ăn tơ ha lên. Dạ. Cái rành đây ha. À, như cái đợt giữa hổm thì nó có, còn đợt này nó già. Già sơn. Quá chừng gió luôn. Đây có hoài nào. Đây có 3-4 hoài luôn. Nhưng mà không biết có nạo không. Đây có lý á. Ở đây mấy hoài này có lý nè anh ơi. À có lý nè. Có lý, có lý. Non hả? Hôm nay là có mấy hoài này có lý nè. Chứ không thấy chỗ nào mà ngon bằng chỗ này. Đó. Nhìn thấy có lý. Có được hai hoài đó đó. Chứ nhiêu già hết trơn. Ở kinh này không đặt cá bông sa, đặt cái bung chứ đặt chắc có cá bông sao dữ lắm à anh. Nó hoài đó có lý á. Ôi kiến vàng. Ôi kiến vàng. Uống dữ ta. Hoài bự không. Hả? Uống dữ ta. Thôi hoài đó chắc cứu không á. Mấy cái vàng nó bò. Cắn bú xua. Mà đó chắc có lý rồi anh ơi. Có lý á. Có lý, có lý. Hả? Trời ơi, hoài nó bự mà uống. Ê. Không có à.
quá chừng luôn rồi già. Tới đợt á anh ơi, quá chừng luôn đó, 4 năm hoài luôn mà không có nữa. Có lý hả anh? Qua đợt rồi. Hết rồi, đây không còn hoài nào. Đi con hoài. Quá chừng hoài bự không à. Có hoài này, có lý nè. Đây, dây nhãn lồng mà các bạn, có trái. Trái nó mình ăn cũng rất là ngọt nha các bạn. Không trái nè. Ăn thử nha các bạn. Ngọt ngọt chua chua. Có mà anh. Tại nó qua đợt cái gì nó già hết nè. Được rồi. Bự à nhỏ anh, bự á. Nói cuộc cũng kiếm được hoài, ngay đây hy vọng hoài này nữa nè. À, lúc kia có nước xe tải chở, tại giờ nó qua cái đợt rồi. Cái này là cái nò đặt bậy có cá ăn. Hả? Phúc à hả? Chết luôn hoài đó chắc có lý rồi anh ơi. Ủa không? Đâu con hoài hả?
gì nên đi cấy về. Hả? Quay ông Linh đóng vừa nước. Hả? Quay đóng vừa nước. Hả? Dạ. Có được không? Được, có hoài. Được hoài các bạn, giờ mình chở về các bạn ơi, hoài đủ ăn rồi. Coi bên kia không biết có không. Bỏ lên xe về. Yeah.